câu chuyện ăn đậu biển và lòng người bất thiện. Xã hội hiện nay sanh ra rất nhiều bệnh quái lạ, trước kia chưa từng nghe qua. Bệnh là từ đâu đến? Trong lời ngạn ngữ nói rất hay, bệnh từ miệng vào, họa từ miệng ra. Khẩu nghiệp là tạo lấy tai họa, tai họa đều từ khẩu nghiệp mà ra. Còn bệnh tật là đều từ việc ăn uống, bệnh từ miệng vào. Lần này tôi ở Hồng Kông. Hồng Kông có một vị đồng tu nói với tôi. Ông nói đây là người thật, việc thật. Việc này xảy ra tại Hồng Kông. Đây là tin tức xã hội, mọi người đều biết. Đó là mấy năm về trước, có hai mẹ con nọ thích ăn đồ biển. Mỗi ngày đều ra bờ biển để mua đồ biển còn sống. Chẳng phải đi bắt, mua còn sống đem về làm thịt để ăn. Đến năm cuối, người mẹ thì mắc một chứng bệnh. Khi mắc chứng bệnh này thì bà nói với mọi người, bà thấy trước mặt bà nước rất lớn, nơi nơi đều là bùn cát. Bà ở trong phòng bò càng lên như bò vào bờ, giống như loài động vật ở biển vậy. Sau đó trên mình bà rửa nát mà chết. Sau khi chết rồi, đứa con gái của bà cùng mang một chứng bệnh này. Sau đó chẳng còn cách chi, liền đến khắp nơi cầu thần bói quẻ. Gặp được một pháp sư, pháp sư liền nói với cô ta. Ông nói, đây là quả báo của cô một đời sát sanh ăn đồ biển, phải mau gấp rút sám hối. Bảo cô ta phóng sanh, dạy cô ta ăn chay. Lúc ấy cô ta làm theo, nhưng vẫn quá muộn, không kịp nữa, vẫn phải chết. Bạn bè thân thích của cô nhìn thấy tình trạng này đều vĩnh viễn ăn trường chay, chẳng dám ăn thịt nữa. Đây là chuyện thật, người thật. Lúc chết, hình dáng giống như loài thủy tộc vậy, là quả báo sống thật cho bạn xem. Đây là tin tức xã hội. Tôi thấy những người bán đồ biển ở Hồng Kông khách vẫn đầy chật cả. Thật là can cường khó giáo hóa. Phật Bồ Tát gặp việc này, hiện nay quay thành phim ảnh, đem nó chiếu khắp nơi, đem vài tấm quả báo này treo ở những tiệm bán đồ biển cho mọi người xem thấy. Thật là quá đáng sợ. Đao binh kiếp của thế gian là từ đâu mà xảy ra? Là từ ăn thịt chúng sanh mà ra. Người hiện nay ai ai cũng đều chú trọng đến thân thể khỏe mạnh. Thân thể khỏe mạnh tốt nhất là ăn chay.